Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong khoảng tháng 3, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ có thể đón đợt nắng nóng đầu tiên. Sang tháng 4, nắng nóng có thể mở rộng ra Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo đó, nắng nóng có thể xuất hiện ở Tây Bắc Bắc Bộ và Nam Bộ trong tháng 3, sau đó gia tăng về cường độ và lan dần sang Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ vào tháng 4 và tháng 5 năm 2023. Nhiệt độ trung bình tháng 3 đến tháng 5 ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Trong đó tháng 3 năm 2023, nhiệt độ ở Bắc Bộ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C. Nắng nóng năm nay có khả năng đến sớm và gay gắt hơn so với năm 2022. Cao điểm nắng nóng xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023, chủ yếu ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, Nam Bộ có thể đón một đợt chiều cường mạnh, gây ngập úng tại nhiều tỉnh thành. Nguyên nhân nước dâng cao do ảnh hưởng của gió Đông Bắc có cường độ mạnh.